Theo đó, vào ngày 17 tháng 11, một phụ nữ trú tại quận Long Biên, Hà Nội có đăng ký tuyển dụng nhân sự của một ngân hàng trên mạng xã hội. Sau đó, chị nhận được cuộc gọi của một đối tượng giới thiệu là bộ phận tuyển dụng nhân sự ngân hàng thông báo lịch hẹn phỏng vấn online. Đến ngày 19 tháng 11, đối tượng gửi email hướng dẫn chị tải phần mềm và trải nghiệm dự án của ngân hàng. Nạn nhân bị các đối tượng dẫn dắt đầu tư vào dự án và nạp gần 2 tỷ đồng nhưng không rút được tiền ra. Phát hiện mình bị lừa, Nạn nhân đã đến công an phường Bồ Đề, quận Long Biên trình báo sự việc. Qua sự việc trên, công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn lừa đảo, tránh mắc bẫy của các đối tượng xấu. Khi gửi hồ sơ tuyển dụng cho các công ty, doanh nghiệp, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về việc tuyển dụng trên website chính thức của công ty hoặc số đường dây nóng cảnh giác khi tham gia các dự án đầu tư online được giới thiệu là có lãi suất cao hay rút tiền nhanh